cây này thì không được may mắn như vậy, vì trời mưa nên bị cảm lạnh, chỉ có thể trích thuốc mới khỏi được. Bác sĩ Hưu đang cầm ống tiêm chữa bệnh cho cây, nhưng nó sợ đến run rẩy không ngừng, run quá nên làm sợi dây bác sĩ Đu cũng rớt ra luôn. Bác sĩ rơi xuống cái bốp, kim tiêm thì để trong túi quần. Ôi, xong chuyện gì đến cũng phải đến. Trong nháy mắt bác sĩ Hưu linh cảm có gì đó sai sai rồi. Cành cây mọc ra từ lỗ tai, dưới chân bắt đầu mọc rễ cắm xuống. Còn chưa đợi cả làm gì, mấy con chim xanh đã bay lại làm tổ trên đầu, mấy con sắp cũng chạy tới. Đúng lúc này bác sĩ Hưu nhìn thấy thuốc diệt cỏ trên đất. À há, trong lòng đã có chủ ý, dãy giụa cho cái rễ bị bứt ra, nhưng đang chuẩn bị lấy được rồi, sắp lấy được rồi. Ống tiêm lại lăn xuống dưới mất tiêu. Nhìn vào nó, bác sĩ Hưu quyết định ra đòn cuối cùng. Nó từ trên núi liều mạng lăn xuống, thành công đâm mông vào kim tiêm, cây trên đầu cũng đã rụng trở về hình dạng ban đầu. Nhìn cây cổ thụ vẫn đang ốm sốt, bác sĩ nghĩ ra một cách lắp cái hút bồn cầu vào chân, để đi lên được trên thân cây mà không bị ngã. Tìm hiểu nguyên nhân cây bị bệnh, thấy ông nghe ra cẩn thận lắng nghe, bên trong phát ra tiếng gặm nhấm nhau nháo kỳ lạ, thì ra